Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 8,1 tỷ đô la, tăng tới 113% so với cùng kỳ và vượt qua dệt may trở thành nhóm có ngành kim ngạch xuất khẩu lớn nhất. Đóng góp phần lớn vào kết quả trên là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mà chủ yếu là Samsung, khi xuất khẩu tới 8 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm. Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu điện thoại của cả nước có thể vượt qua mốc 20 tỷ đô la Mỹ năm nay. Sự bứt phá của nhóm ngành điện thoại và linh kiện cho thấy sự thay đổi dần trong cơ cấu các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Nhưng theo các chuyên gia thì đây chưa hẳn là tín hiệu đáng mừng, bởi tỷ trọng đóng góp đến chủ yếu từ các doanh nghiệp FDI. Hiện các doanh nghiệp như là Samsung, Nokia đang được hưởng các ưu đãi dành cho doanh nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam, như được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu tiên và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn phải chịu thuế 20% theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc, mặc dù xuất khẩu tăng, nhưng tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp xuất khẩu điện thoại vào ngân sách nhà nước chưa hẳn đã tăng.